Sao có mấy cái nick lạ vậy à? Bận nay A Bả là cái nick bận Kim đây A Bả là nick bận nào em? Hello. Kim đây A Bả là nick bận nào không? Cô, em của em mới hạt em chưa đổi tên cô. Sửa cái đề kiểm tra. Còn có bạn mà có bạn không chịu làm để chịu. Cô sửa cái đề rồi cô dục cái đề lên cho các bạn. Về nhà làm lẹ một lần nữa. PX có cái công thức cấu tạo này. Thì X nó đặt tên là cái gì? Quỳnh Dạ đây cô. Đáp án nào chứ bây giờ? Đáp án nào? Đáp án Dạ nào? giúp ông đi. Đáp án D. Đợi cô chỉ đợi. Các bạn cái này hình như các bạn có nghe cô nói cái giọng cô rõ không, hình như mỏng của cô nó có vấn đề tí mà nói chứ. Này. Đây. Metin ba carbon và propionate cho nên đáp án D đúng. Câu số 2. Hảo. Chào cô. Đáp án nào? Đun nắng dung với dung dịch nào hết sản phẩm sinh ra có anđehit. Đây là bốn cái este. Cái dấu hiệu nhận biết sản phẩm có anđehit nó sẽ như thế này nè, RCOO, CH cái nối đôi thì cái anh này khi mà thủy phân nó sẽ sinh ra anđehit. Nhắc lại là bởi vì khi đó là nó ra cái nhóm OH tại chỗ này là nó không bằng, nó chuyển vị hydro qua thì nó ra anđehit. Vậy trang bốn cái este này nếu như mà cái ester thứ nhất này mà cộng với NaOH thì sản phẩm nó sẽ ra là CH3 COONa cộng các phần còn lại đi từ ngoài vô trong đến đây nè, như vậy nó sẽ ra là CH2 CH CH2OH. Các ăn côn này là ăn côn ăn linh lít. Cái ester thứ hai này nó sẽ ra cạm NaOH, nó sẽ ra là CH3 COONa cộng với cái phần này. Các em nhìn này, CH2 nối đôi C CH3 OH thì đây là cái chất không bền chuyển vị hydro, không bền vì nhóm OH kém trực tiếp các con nối đôi chuyển vị hydro xuống xuống đây. Như vậy nó sẽ ra là CH3 COCH3 nó là cetone. Còn cái trường hợp thứ này á, là nó ra CH3 COONa axit acrylic á, muối axit acrylic cộng với CH5OH bình thường. Còn cái trường hợp này nó sẽ sinh ra anđehit do không bền. Nó ra CH3 COONa cộng với cái gốc này sẽ ra là CH3 này. CH bây giờ chuyển thành CH2CHO. Như vậy đáp án trong trường hợp này là đáp án D. Câu số 3. Đáp án nào Thủy Tiên?
Cô kêu em đó cô. À Tiên, rồi. Dạ thưa cô là đáp án B. B. Đường sắt Roya đường C12. Ha, O11 đường sắt Caro đường đâu á? Đây sắt Caric đáp án B, đúng. Câu số 4. Kim Anh. Đây cô. À, đáp án nào? Cô B á cô. Không phản ứng với hydro, gluco là phản ứng với hydro sẽ ra sụp piton á. Đáp án B đúng rồi. Còn vinin acetat là CH3COO, cái gốc vinin nó sẽ phản ứng với hydro. Tribametin là C15H31COO tất cả 3 lần C3H5. Mà em biết là C15H31 nó no cho nên nó không phản ứng với hydro. Còn lại cái triolein là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5, các anh này không no. Mà không no là sẽ phản ứng với hydro. Được chưa? Cho nên đáp án là đáp án B, đúng. Câu 15 thì tribametin quay lại là ra glycerol và cái muối của các axit, như vậy đáp án A. Câu 16 và câu số 6. Benzin acetat, công thức của benzin acetat là CH3COO. Benzin đây là CH2 nè, C6H5. Cho nên rút ra cái công thức của nó sẽ là C6C7C9H10OH. Đáp án D. Câu số 3. Thủy phân 3,44 gram sắt caroya là C12H22O11, giải câu số 3 đó. Đường đi cho nên nó sẽ thủy phân. Nó ra là C6H12O6 cộng C6H12O6, một góc alpha gluco với một góc beta fructo. Beta fructoza. Nhưng mà cả hai cái góc này nó đều trắng gương hết. Cho nên là có thể viết chung là C6H12O6. Cái anh này một chó he bạc với trước nó rồi. Chỗ này là số mol là bằng 3,42, chia cho em mà lớn là 342 là bằng 0,01. Như vậy tổng cái số mol này là 0,02. 0,02 thì bạc sẽ là 0,04. Như vậy em mà bạc là bằng 0,04 nhân cho 108 là 4,32. Ví dụ bả cao đầu tiên vậy có khó có chỗ nào không? Được không? Hiểu không? Tiếp tục. Con số 2, học miết thì cũng phải hiểu thôi, chứ có người là có điều là không có chăm chú, không học thì nó mới thua thôi. Chứ còn em học miết để thành 10 điểm, có khi học miết cả đời cũng không ra luôn. Nhưng mà để tóm điểm với tóm điểm rử, cố gắng học cũng có thể được. Làm gì có đứa nào mà bị thiểu năng ở thằng này mà học không được ở cái mức đó. Nhưng mà tụi em đâu có cố gắng, rất là nhiều lần bỏ lỡ đi chứ. Không thể lúc nào cũng kiên quyết và cố gắng ấy. Ban đầu nó khó khăn thì nó nhích lần lần. Câu số 8. Đó, làm tiếp đi. Cô đi uống miếng nước thôi, nãy lo cái nhóm kia bật mình quá. Mình dạy á thì phụ cũng tử nè. Bạn cho con nghe. Con
Câu số 8. Đáp án nào mấy? Alo. Dạ cô. Em giải câu số 8 chưa? Dạ chưa cô. Ủa chứ từ nãy giờ làm gì? Chưa dễ mà bây giờ để đó cũng không dễ luôn. Cháu chưa? Có ai đó cô? Bây giờ cái thằng SI mà có công thức mà CH hóc bóng OH thì chỉ có mỗi một cái công thức duy nhất là HCO CH3 thôi. SI mà. Vậy anh này khi mà anh cạn anh NaOH thì nó sẽ ra gì? HCOONa cạn CH3OH. Được chưa?
chỗ này 9 á, là 9 chia cho 6 hơn là bằng 0,15. 0,15 thì cái chỗ này cũng 0,15. Vậy em mà nó sẽ bằng 0,15 nhân cho 68, em mà lớn là 68. Như vậy thì nó sẽ ra cái kết quả là 0,15 nhân cho 68 thì bằng 10,2. Đáp án là đáp án B. Chứ nó đâu phải là axit acetic đâu mà. Ester mà. C2H4O2 ester chỉ có một cái công thức duy nhất này thôi. Bây giờ câu số 9. Thí nghiệm chứng tỏ gluco, gluco có cái cấu tạo như thế này, CH2OH. Cấu tạo dạng mạch hả đó, CHOH bốn lần CHO. Thì nó tác dụng với đồng hydroxit ở nhiệt độ thường, nó sẽ có hiện tượng là tạo cái dung dịch xanh lam. Và cái thí nghiệm này nó chứng tỏ là nhiều nhóm OH liền kề, nó định tính là nhiều nhóm chứ chưa có định lượng là bao nhiêu nhóm. Chỉ cần hai nhóm OH liền kề là có cái thí nghiệm này. Các bạn nghe nó, cô nói rõ không em? Thứ hai, phản ứng cái đáp án cạn với anhydric acetic. Anhydric acetic là CH3COH lần O. Và cái anh này anh sẽ tạo ra là nam nhóm ester và benzoyl ester. Được chưa? Như vậy chứng tỏ xảy ra nó có nam nhóm OH. Thì đây là cái thí nghiệm mà mình cần tìm. Được chưa? Còn thực hiện phản ứng trong gương nó tạo các kết quả tủa bọt thì thí nghiệm này chứng tỏ nó có cái nhóm CHO, có nghĩa là có nhóm anhydride. Còn khử hoàn toàn gluco thành hexan thì chứng tỏ là mạch có 6 carbon và không phản không nhánh, bởi vì hexan là chất 6 carbon không nhánh đó. Thì mỗi cái thí nghiệm này nó chứng minh về cái cấu tạo gluco, các bạn có thể ghi bổ sung vô. Được chưa? Câu số 10. Câu 10 đáp án nào đây Nhật Kha? Dạ thưa cô là A. Đúng rồi, tinh bầu cellulose, saccharose và thậm chí là maltose. Thì anh này là polysaccharide, có này là disaccharide thì nó thủy phân, chứ nó không thể trong gương được. Ví dụ tinh bầu gluco đó. Câu 11. Xà phòng hóa STX trong dung dịch nào hết thu được hỗn hợp đây, đó là natri oxalat. Như vậy cái gốc ester này mà nó sinh ra CH5OH thì gốc làm sao CH5, nó sinh ra anhydride acetic thì gốc làm sao là gốc vinin. Như vậy cái cấu tạo của ester X nó phải như thế này à, X như thế này thì chứng tỏ là C6H8O4. Đáp án A. Em thấy bây giờ em nào hết này, tỷ lệ màu kha nó sẽ cát cái chỗ này, nó tạo ra cái muối đó, CO là A, CO là A. Nó cát chỗ này thì nó ra cái góc này là CH5OH này. Và cái góc ở dưới á, thì góc vinin, cho nên mà hết vinin thì hạt rồi nó ra CH3CHO. Phát biểu nào sau đây là đúng? Saccharose là mắt màu nước brom, đúng hay sai? Đạt, tiếng đạt. Saccharose là mắt màu nước brom, đúng hay sai? Sai. Saccharose là đường không khử, glucose bị khử bởi bạc nitrat trong ammonia, đúng hay sai đạt? Xe đúng rồi, nó bị oxy hóa. Lúc này gluco nó cạn với bạc nitrat trong ammonia và bạc nitrat trong ammonia nó sinh ra trong nước á, nó sinh ra bạc. Như vậy bạc từ bạc dương màu về bạc không, đây là chất oxy hóa, đây là chất khử. Chất khử hay còn gọi là chất bị oxy xi hóa chứ không phải bị khử. Như vậy là xe. Đó, xe cái chỗ bị khử. Cellulose có cấu trúc mạch phân nhánh. Xe. Amylopectin mới là có cấu trúc mạch phân nhánh. Hơi đúng.
Câu 13. Ở điều kiện thường, chắc này ở tạm thái ván, đúng hay là sai à Cầm? Cái màu đúng không? Dạ sai. À, nó là tạm thái lõm, bởi vì cái góc xem 17H33 không no, góc này không no, cho nên tạm thế sẽ là tạm thái lõm. Phật tô gia có nhiều trăm mặt âm, đúng hay sai? Thế đó. Dạ đúng không? Đúng, đường này là đường mặt âm, đúng. Bây giờ meeting acrylic, tri-ban meeting và tri-staring đều là ester, đúng hay sai? Bây giờ meeting acrylic, acrylic đây. Hả? Như vậy meeting acrylic như thế này. Tri-ban meeting là C15H31 CO tất cả 3 lần C3H5, nó là chất béo. No. Tri-staring là C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Thì đây là những cái ester, đúng. Chà, tiếp. Sen luôn. Quay ơi. Quay. Tiếp xem lô lô giao và tinh bột đều phẩm đơn gần. Quay. Mày gái đi qua này đó. Cái ester bóng đúng hay sai như Thủy? Thủy ơi. Dạ sao? Đúng rồi, cái anh này trong gương là có gluco, crocto, cái này không có trong gương. Như vậy sao? Các ester bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và âm phôn, đúng hay là sao? Đoan. Ừ, cô đúng. Sao lại đúng được ha? Bây giờ em nhìn cái ester đây. Cái câu này nó đi, nó lại bao nhiêu lần á? Nó tạo muối nhưng mà nó ra anh để hít, ví dụ thủy phân trong kiềm NaO hết đi thì nó ra CH3COONa, nó có thể là muối cạn với ampon, hoặc trường hợp này là cạn với anh để hít chứ làm gì ampon. Mà ví dụ như cái ester phenin nhá thì nó ra hơi muối luôn. Như vậy câu này là sao? Có thể tạo muối và ampon thì đúng chứ điều tạo muối ampon sao? Như vậy số phát biểu đúng. Có máy phát biểu đúng. Hai đúng nè. Ba đúng. Hai và ba. Như vậy đáp án A. Quỳnh Giang. Câu 14 đáp án nào? Dạ, cô đáp án C. Đáp án C. Dung dịch nước và rôm, đúng rồi. Cao 15, C4H6O2. Sản phẩm thu được có khả năng trắng bạc. C4H6O2, nếu mà no của ester no đơn giản là C4H8O2, tại đây C4H6O2. Thì lúc này á, là nó có một bi hòa gốc mà thu được sản phẩm có khả năng trắng bạc. Thì điều thứ nhất, nó phải là H, có thể là HCO. Số ester ít thỏa mãn, như vậy C3H5 trường hợp thứ nhất nè. Hoặc là HCO cái góc này. Miễn là ester của axit formic thì kiểu gì thì thân ra gì nó cũng có ra axit formic, nó sẽ trong gương. Hoặc là HCO cái góc C3H5 thì nó có ba góc như vậy. Đó. Trường hợp tiếp theo là cái gốc đằng sau là vinin, không phải axit này, nhưng axit acetic thì gốc vinin, mà vinin đằng sau nó ra aldehyde thì nó trắng bọt. Như vậy đáp án là đáp án D, bởi vì riêng cái thằng này nó có đồng phân hình học này.
Như vậy đáp án là đáp án D. Những cái cấu tạo xử lý cấu tạo nó ra. Đây nó có đồng phân hình nào? Riêng cái gốc C3H5 là có 3 cái cấu tạo nha. Mà trong đó có một cấu tạo có đồng phân hình nào? Được chưa? 14 cao rồi đó. Vừa nãy câu 15 chưa kéo hết ra sau đây thắc mắc này. 15 làm rồi cô. À, nãy là câu 15 hả? Bây giờ là câu 16. Số trieste khi thủy phân đều thu được glycerol. À, có axit đó. Có mấy các em? Dạ bóng. Bóng, có bọn viết các táo tạo đi. Cái tay tê tài nó như thế này. COO, COO, COO. Anh này là hai gốc axit mà khi thủy phân nó sinh ra thì esterase nó chứa đồng thời. Thì nó sẽ có hai trường hợp, ví dụ như hai gốc CH3, một gốc CH5. Thì nó bố trí như thế này, hoặc là nó đổ vị trí của nhóm CH3 đây để cái vị trí CH5 vô, nên nó được hai trường hợp. Cạn có hai trường hợp là gốc CH5 hai lần và gốc CH3 một lần. Như vậy đáp án này sẽ là đáp án B. Được chưa? Câu 13. Câu 13. Miền. Câu là câu B. B hả? Câu B, B cô. À câu D đúng rồi. Triolein là C13H33. CO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Như vậy anh này không no, cho nên nó tác dụng với hydro được. Nó là esterase nên thủy phân trong nước được. Môi trường axit thủy phân trong kiềm. Chỉ có điều là tác dụng với đồng hydroxit thì nó không có phản ứng. Bởi vì muốn tác dụng đồng hydroxit proxit thì hoặc là cái chất nhiều chất OH liền kề hoặc là chất axit. Câu 18. Cho vào ống nghiệm lần lượt về giọt đồng sunfat với lại NaOH thì COSO bóng NaOH nó sẽ ra là COOH hai lần cái tủa NaH2SO bóng. Như vậy đây
gọn bỏ phần dung dịch dơ, giữ lại cái tủa là giữ đồng hydroxit, cho vào đó gluco. Gluco giao với đồng hydroxit thì nó sẽ tạo cái dung dịch màu màu xanh, hòa tan đồng hydroxit và tạo cái dung dịch có màu xanh lam rất là đặc trưng, cho nên đáp án sẽ là đáp án A. Yeah, câu 19. Số chất phản ứng với đồng hydroxit trong môi trường kiềm tạo dung dịch xanh lam. Coi máy. Thế đó. Câu B. Câu B. Fructosa có không? Có, glucosa có, etin format là HCOCH5 thì nó không có tạo dung dịch xanh lam, như vậy đáp án B đúng rồi. Câu 20. Quỳnh Giang. Dạ đây cô. Trả lời thôi chứ không đây đó vậy thấy khe. Câu 20 đáp án nào? Máu dạ, người bình thường ổn định ở bao nhiêu lý thuyết hạt rời? Dạ câu B. Câu B. Câu 21. Bây giờ đây nè, Anco nè, ester nè, ester nè, axit mà cô giả rồi. Ester thì nhiệt độ sôi thấp hơn Anco, thấp hơn axit, lý do là không tạo được liên kết hydro liên phân tử. Còn đối với ancol là có liên kết hydro liên phân tử yếu hơn trong axit. Như vậy tan hơi ester này thì ester này sẽ nhỏ nhất, nhỏ hơn em mà lớn nhỏ hơn, cho nên trật tự sắp xếp là HCOOCH3 sẽ nhỏ hơn CH3COOCH3, sẽ nhỏ hơn là CH2OH, và cuối cùng nó sẽ nhỏ hơn là axit acetic. Chính xác. Như vậy chỗ này là HCOOCH3 này. Cái anh lớn nhất này là axit acetic và đây chính là cái nhiệt độ sôi axit acetic, đây là nhiệt độ sôi của ancol ethylic 38.3. Anh này là của CH3COOCH3. Phải tìm cái đúng đáp án B, X là CH3. Còn A là cái này sao? A sẽ là ancol ethylic, còn T, T là methyl format. Yeah. Câu 22. Celluloza trinitrat được điều chế giữa axit nitric với celluloza. Celluloza là một cái polysaccharide sẽ có công thức là C6H10O5 tất cả N lần. Và nó được viết trùng là C6H7OH 3 lần tất cả N lần. N này nó cạn 3N của HNO3 sẽ tạo ra hợp chất là C6H7OH ONOH 3 lần tất cả N lần cộng 3N nước. Cái anh này là celluloza trinitrat và nó được dùng làm thuốc súng thông khóa. Cái ứng dụng á. Thuốc súng thông khóa. Bây giờ tính nè, hiệu suất của quá trình này là 60%. Từ 2 tấn celluloza, cái hệ số N trang này bỏ qua, M lớn hơn 1 mét xích này là 162, thì ra 1 mét xích này là 290 bar. Vậy anh này 2 tấn, thì khối lượng có quy tắc tâm suất dễ, M nó sẽ bằng 2 nhân 290 bar, chia cho 162. Bây giờ nếu hiệu suất 100% ra kết quả là 60% như vậy, nhân 60 chia 100, cái anh này anh sẽ bằng là 2,2.
Đáp án là đáp án D. Cả như bài này các em thuộc cái cấu tạo, em thuộc cái phản ứng thì em dễ được, không có gì khó hết. Được chưa? Thấy 22 câu rồi được không? Được chưa? Gây kịp không? Câu số 23. Quỳ tím chuyển màu đỏ. X quỳ tím chuyển màu đỏ, như vậy nó phải là axit, bỏ cái đen nè. Glucosa nó không thể làm chuyển màu quỳ tím được, đúng chưa? Bây giờ Y và Z có cái chủa với là bọt nitrat trên ammonia. Như vậy Y và Z nó gương, bỏ cái A, bởi vì hồ tinh bột nó không thể trong gương, cho nên Y không thể trong gương được, bỏ A luôn. Mình loại lần T cộng với là iốt X, Y, Z, T. T cộng iốt hồ tinh bột, đúng rồi, có màu tím, điều hồ tinh bột. Như vậy Y cạn đồng hydroxit có màu xanh lam. Như vậy Y phải là glucosa, Z là methyl formate. Và đáp án là đáp án B. Mình cơ bản là mình dễ loại dần. Câu 24 nhìn nè. Acetaldehyde. Mẫu từ aldehyde này nó chính là aldehyde acetic. Mà aldehyde acetic là tương ứng axit acetic, mà nó aldehyde CH3CHO. Mà để thủy phân ra cái nhóm này thì nó phải là cái gốc vinin nè. Như vậy đáp án là đáp án B. Câu 25. Điều khẳng định nào sau đây là C? 25. Đáp án nào đây Nhật Khoa? Dạ thưa cô, dạ, là đáp án B. Nhật Khoa. Dạ. À, đáp án nào Khoa? Dạ cô đi. Sai chỗ nào Khoa? Chỗ beta fructose đó cô. Alpha fructose. Dạ đáp án đề. Câu 26. À, câu 26 bỏ đi vô, câu này nó bị xét lỗi một cái số liệu, bỏ một câu đó đi. Câu 27. Câu 27 biết lộn không? Acid acetic là CH3COH. Nó tác dụng với là ethanol là CH2OH. Đây là phản ứng ester hóa. Nó tạo CH3COCH5 cạn nước. Cái số mol này là 12 chia 160 là bằng 0,2. Số mol này là 13,8 chia 46 là 0,3. Số mol này là 11 chia 0,8 là 0,12. Như vậy ăn côn đàn nào cũng dư. Hiệu suất là tính theo chắc hết. Hiệu suất bằng cái lượng thực tế là 0,12 chia cho cái lượng, nếu tính 100% theo lý thuyết là chia 0,2 nhân cho 100% là bằng 62,5%.
Từ 180 gram gluco bằng phương pháp lanh mang rượu thu được argon ammonium nitrate. Gluco là C6H12O6. Lanh mang rượu nó ra C2H5OH. Cạn HCO2. Anh này là 1 mol, 180 là 1 mol. Hiệu suất là 80%. Như vậy xây ra có ammonium nitrate là 2 mol. Đây, chỉ lấy 1 phần 10 0,1 nhân argon ammonium. Như vậy xây ra số mol C2H5OH mà tham gia phản ứng ha là lấy để tham gia phản ứng ha là bằng 1 phần 10 thôi là 0,2 mol. Ammonium nitrate CH3CH2OH khi lanh mang dẫn trực tiếp từ ammonium là oxy nó ra CH3COH cạn nước. Sau đó người ta đi trung hòa. Đi trung hòa cái dẫn sinh ra này. CH3COH ra trung hòa bởi NaOH thì ra CH3COONa cạn nước. Cái số mol NaOH tính được là 0,144. Như vậy cái số mol này là 0,144. Được chưa? À đây 80%, các bạn xử xử lý. Đây. Bây giờ cái quay lại tất cả lý thuyết đây là quay lại nè, cái sữa ammonium nitrate hiệu suất 80%. Cho nên cái số mol CH5 của sữa lại dục OH nó bằng ha nhân cho 80 chia 100 là bằng 0,1,6. Như vậy chỗ này tham gia là 1 phần 10. Như vậy chỗ này là 0,16 thôi. 0,16. Anh này là ammonium nitrate tham gia là 0,16 mà sinh ra các axit á với hiệu suất H này là 0,14. Cho nên hiệu suất của quá trình lây ma là 0,144 chia cho 0,16 nhân cho 100%. Như vậy nó bằng bao nhiêu lớp? 80% ạ? Là 90%. Đáp án D. Được chưa? Thank you.
Rồi, tiếp tục. Câu 29. Saccharo là nguyên liệu trong công nghiệp thực phẩm nước giải khát, đúng hay là sai? Đó không. Hello. Rồi, ý A là đúng. Được chưa? Các bạn thấy nó đúng không? Đường á, làm trong nước giải khát là đúng rồi. Isoamin acetat làm hương liệu trong thực phẩm, đúng hay là sai? Trả lại cho cô Tiến Đạt, đúng hay sai? Dạ đúng. Đúng, ý C đúng hay sai Thiên? Thiên ơi. Dạ cô. Ý C đúng hay sai con? Dạ xe cô. Xe chỗ nào? Dạ hình như là cấu trúc của nó là cấu trúc mạch phân nhánh chứ không phải không do. Dạ. Rồi, nó xe đúng rồi. Dầu mã để lao trong không khí bị ôi thiêu, đúng. Đây đúng. Cái này gặp nhiều lần rồi. Carbohydrate là nó bị cái axit sulfuric đạt lấy nước mà lấy nước mà nó ra carbon. Như vậy có bóng. Đây đúng. Câu 30. Dung dịch fructo và gluco đều có khả năng trong bạc. Đúng hay sai Phụng? Dạ đúng cô. Đúng. Phụng trả lời luôn. Ý B đúng hay sai? Dạ đúng. Đúng. Có bôi ra là thị phần. Ý C. Dạ đúng. Đúng. Mỗi mét xích transcellulose có 3 nhóm của hóa tự do nên hòa tan được đồng hydroxit, đúng hay sai? Dạ xe. Xe, đúng rồi, cellulose nó không có hòa tan đồng hydroxit. Ý A, đúng hay sai?
Dạ xe. Xe. Nó chỉ có cái thằng Sakaroya, chứ còn thằng này chính là Bully Sakari. Ý S. Dạ đúng. Đúng. Dạ đúng. Đúng rồi. Như vậy có 6 cái. Xe bóng 6. Bóng đúng hay xe. Câu 31. Ester hệ chất công thức C6H6O4. Đây là ester hệ chất nè. Mình xem thử nếu mà hệ chất Hb C6 là H14 mà Hb H10 như vậy, các anh này là có Hb ở ngoài góc nữa. Bởi vì nếu no là CnHCn cạn ha thì lúc này sẽ là H14. Nhưng mà lúc này còn H6, từ H14 mà trừ H6 là bằng tóm hydro. Tóm hydro thì tổng 4 bi, mà He chất thì nó có He bi rồi. Cho nên còn He bi ở ngoài gốc. Được chưa? Được tạo thành từ oncone và axit giấy. Y không phản ứng với đồng hydroxit ở nhiệt độ thường, như vậy không thể hệ nhóm OH liền kề. Khi đun y với H2O4 đạt 170 độ C thì không tạo ancam. Được chưa? Anh này nó không tạo ancam, có hai cái việc, một là hệ chất. Ha là nó là ancol metilic thì không tạo ancam. Còn những ancol nào đang hạ phát sẽ tạo ancam. Như vậy nếu CH3 COCH3 con có hạ không nữa hả? Đi xuống dưới luôn coi chừng. Như vậy còn lẽ là hai hydro, còn lẽ hai carbon thì sẽ xả ra trường hợp này hả? Không tham gia tăng đoạn, không phải là xích phụng bích. Như vậy chỉ có trường hợp này thôi. Như vậy anh này anh tạo thành từ các axit, đây là X đây này. Axit giấy là C, nó 3. C, COH. Và các ancol A, đây là giấy. Ancol A là CH3OH. Ancol này không hòa tan đồng hydroxit, đúng, cũng không tác dụng với là không có ra ancam bởi vì một carbon. Bây giờ y có nhiệt độ sôi cao hơn ancol metilic. Rõ ràng ancol này nhiệt độ sôi sẽ thấp hơn ancol metilic, cho nên gây ra giấy không tham gia phản trắng bạc. Đúng là trắng bạc mà axit thì chỉ có axit phục biết, mà anh này họ nói là không trắng gương ester, không trắng gương vì vậy giấy ta. Vậy là đúng. X có mạch carbon phân nhánh. Sao? X này mạch không phân nhánh. Sao? Chất giấy có số nguyên tử hydro bằng số nguyên tử oxy. Sao? Lúc này giấy chỉ có he hydro thôi. Mà tới là bóng oxy. Cho nên mày xe luôn. Từ Y có thể điều chế trực tiếp axit acetic. Đúng. CH3OH. Mà tác dụng với CO, đây là một trong những cách điều chế axit acetic trong công nghiệp, với là cái xúc tác, cái phương pháp tan mạch carbon. Như vậy các anh này đúng. Vậy có he cái đúng và ba cái C, đáp án C. Được chưa? Gây chụp cái bài này vô và về già làm lẹ. Có thể hiểu đó, không quá khó đâu.
Tiếp câu 32. Miên, Bảo Miên. Dạ đây cô. Ý à, đúng là C Miên. Dạ đúng. Đúng rồi, Galuco là đường nho. Ý B đúng là C Miên. Dạ C. C nó là Tri-Estai chứ không phải là đi. Ý C đúng là C Miên. Dạ đúng cô. Đúng. Dạ biết mà cũng phải nhớ nha. Ý D. Dạ xa. Xa triolein là C13 H33 CO tất cả 3 lần C3H5. Anh này không no cho nên chắc béo này là lõm. Do đó là xa. Ý A. Dạ đúng. Đúng. Ý F. Đúng luôn cô. Đúng. Như vậy hay là 46 thì có 4 đúng hay sai? Câu số 33. C9H16O bóng S2 hơi trước. Đây này C9. Mà nếu no là H nhân 9 cạn H là H20. Như vậy chuyển thành H16. Vậy C ra 4 hydro bằng H2. H2 mà S2 hơi trước. Như vậy cái hợp chất này C ra S2 này là hơi trước và no. Bằng dung dịch nào hết thu được sản phẩm gồm amphonic, H chất hữu KI và giấy. Như vậy C ra là đây là một ancol và hai chất này. Biết Y chứa bao nguyên tử carbon. Chính mà Y bao nguyên tử carbon. Giấy tác dụng với hớt xem là loãng dư thu được T như thế này. C3H6O3 là oxy. Giấy mà cạn hớt xem là thì C ra tăng giấy. Giấy là sản phẩm sau khi mà đã đấy. Chết nó có nhóm CO nè, nó mới cạn hết xem là nó mới ra cái nhóm CO hết. Như vậy cái hợp chất T có công thức là C3H6O3 chỉ có thể giải thích bằng cái công thức này. C2H bóng COO OH. Đó, đây là T. Mà đây là T thì C ngược ra cái hợp chất giấy nó phải là như thế này, HO C2H bóng COO ONA. Như vậy 3 carbon. Giấy 3 carbon. Y 3 carbon. Thì xây ra X cũng 3 carbon. X là âm côn 3 carbon. Thì xây ra X nó 3 carbon. Và nó sẽ có công thức là C3H3OH. Mỗi kế 3 carbon mà X nhỏ hơn mà Y nhỏ hơn mà giấy. Như vậy con đường nó như thế này nè. C2H5 COO. Được chưa? Nó gắn với lại cái gốc này. Cái anh này là có axit đây nè. Đây là A sẽ là CH3COONNA. Vậy cái hợp chất X ra hợp chất A của chúng ta bây giờ nó có công thức này. CH5COO nó gắn với cái đuôi đây. Thì nó ra là đây là CH4 COO C3H3. Đây là A. Được chưa? Mà A như thế này á, bây giờ họ hỏi amon T với natri ba mol hydro. Đúng rồi. T này mà tác dụng với natri. Khi T tác dụng với natri, T mình xác định ra hợp chất này thì nó là HO C2H4 COOH cạn với natri, nó sẽ ra NaO C2H bóng COONa cạn hydro. Natri hydro linh động này. Như vậy đáp án A đây là đúng nè.
có bốn công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của A. Đúng. Bởi vì cái gốc CH bóng này nó có hai cái cấu tạo, hoặc là nó như thế này. CH nam nó có một cấu tạo COO, CH2, COO. Thì cái gốc C3H7 này nó có hai trường hợp. Hoặc là cái anh này á, là COO, C này, C, COO, 1, 2, 3 là hai trường hợp. Là cùng cái C3H7 không nhánh, mà đổi cái hôn C3H7 có nhánh nữa, hai trường hợp nữa. Có nghĩa là cái anh này là hai góc này, hai trường hợp, hoặc là CC, hoặc là C. Đó. Còn C3H7 cũng hai trường hợp, 1, 2, 3 mạch như thế này, hoặc là 1, 2, 3 mạch như thế này. Như vậy nó đổ qua thì nó có bốn cái công thức thỏa mãn. X là bromin một hedion, thằng này sao? Bởi vì X là bromilic hoặc isobromilic chứ không có dion monoon. Khối lượng mol của Z là 96, Z là cái muối này thì chắc chắn sẽ hơn 96. Góc này 6 bả cạn 28. 60 bả mà cạn 28 là 95, như vậy cái anh này xe luôn. Vậy bóng kế hay xe hay đúng, chắc nhiều người kéo lụi đúng không? Để tìm câu lý thuyết nữa dễ nha. Rồi, dạ, câu 38 đi, câu lý thuyết thì cho nó khỏe. Tiến hành thí nghiệm sau, cho cốc thủy tinh nam có mỡ lợn chính là chất béo dạng LRCO tất cả 3 lần C3H nam. Chất béo với NaOH là bước 1 là cạn NaOH vô. Thứ hai, đun sôi hỗn hợp liên tục khuấy bằng đũa thủy tinh 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước. Thì cái phản ứng này bỏ vô nó chưa xả ra ở cái bước 2. Bước 2, người ta đem người ta đun. Đun là cung cấp nhiệt cho nó xả ra. Và khoái mục đích của khoái là tan cái đũa tiếp xúc với kìm. Rồi cho thêm nước bởi vì phản ứng là phản ứng thủy phân, cho nên mình cho thêm nước, nó chỉ xả ra khi có nước, chứ đun mà nó ba hết hơi nước là nó không xả ra. Rót thêm NaOH vô thì khi cái phản ứng nó xả ra thì LRCO tất cả 3 lần C3H5. Khi nó xả ra phản ứng với NaOH gọi là xà phòng hóa chất béo, nó ra LR trung bình CO Na cạn C3H5 OH 3 lần. Thì lúc đó cái anh này là xà phòng. Và để giảm cái độ tan của xà phòng thì cho NaOH NaAsen là để giảm cái độ tan, để xà phòng nó tách lên. Được chưa? Sau bước 3, thấy chất rắn màu trắng nổi lên là glycerol, xa glycerol mà phải là xà phòng. Vai trò của natri để tách muối ra khỏi hỗn hợp, đúng. Ở bước 2, nếu không thêm nước hỗn hợp bị cạn khô thì thủy phân không xả ra, đúng. Ở bước 1, nếu tha mỡ lợn vào dừa thì thí nghiệm vẫn xả ra tương tự, đúng, bởi vì đều là chất béo. Trang công nghiệp phản ứng trên được dùng để sản xuất xà phòng và glycerol, đúng. Như vậy trang này có bóng ý đúng, trang nam ý.
chưa? Đây là cái đáp án của toàn bộ cái đề. Những câu còn là khó, cô hay thật rất là khó với các bạn. Mà giờ bữa nay cũng thấy, bây giờ các bạn cần dễ những câu còn lại không? Hay là các bạn có một hướng là vào cái kênh YouTube của cô, coi trang cái nhóm 12 mẫu sửa đề luyện số 3, là cái nhóm đó cô sửa hết những câu này. Còn một câu 40 cô chưa sửa, cô định quay riêng. Do bữa đó cũng hết giờ, còn bây giờ hết giờ mà cô còn cái nhóm sau nữa, ấy là hẹn với mấy đứa. Thì lớp định sửa những câu còn lại tiếp không? Thì bữa sau mình sửa. Ý các bạn thế nào? Sửa hết luôn phải không? Rồi cô dùng cô cái đề up lại cái đề lên nhóm cô. Hả? Up lại cái đề lên nhóm rồi cô. Đúng rồi cô, giờ cô gửi luôn cái đề lại trên nhóm cho các bạn. Được chưa? Và gửi cái đáp án này để các em về nhà cố gắng coi những cái đề đó tiếp. Ý là mò mà trẻ thử nó ra không, rồi sau đó bữa sau cô sửa tiếp. Hả? Được không? Rồi còn bữa nay tới đây nghỉ hả? Dạ. Rồi, cô còn nói nhóm nữa.